Tóc đẹp không? Một lần nữa này. Tóc đẹp không? Giữ nhá. Giữ tóc rồi nhá. Không đổi nhá. Ai giơ tay nào? Hôm nay Ngọc xin phép hát karaoke cho các bạn nghe 1 2 3 4 4 3 2 1. Hình như anh nói oh yeah oh yeah. Hôm nay chúng ta sẽ làm món mì gói tương đen và đồ thừa trong tủ lạnh. Phúc có thịt bò sẽ trộn với gia vị và trứng. Sau đó là chúng ta sẽ đem đi chiên lên. Các bạn có thể viên bằng tay để cho miếng thịt của chúng ta được tròn và đẹp hơn. Đợi thịt chín vàng rồi lấy ra thôi. Tiếp theo là đun nước để trần mì. Đó, và cho những gói rau và những gói gia vị ở trong mì vào. Đầu tiên là gói rau này. Đó, trộn lên một chút xíu. Tiếp theo là sẽ cho dầu mè trong mì vào. Và cuối cùng là bột tương đen. Và sau khi cho bột tương đen xong, chúng ta sẽ trộn lên và đợi cho nước cạn đi. Và được một màu rất là đẹp, không khác gì ngoài hàng luôn. Và đổ ra bát. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho những viên thịt của chúng ta vào. 2, 3. Hello mấy em, bây giờ là đã 3 giờ sáng rồi. Còn 3 tiếng nữa là mặt trời sẽ mọc. Nên bây giờ chỉ có ăn tụi em thì cũng chỉ là ăn sáng sớm hơn xíu thôi. Mấy em nói có đúng không? Đúng. Cảm ơn chị em. Chú ơi em gái, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 3 giờ sáng rồi đó. Thằng con gái con lứa tại sao lại ở đây một mình? Lại ở chỗ lạnh giá vậy nữa? Em có biết nguy hiểm lắm không? Vào bụng của chị là an toàn nhất. Thương em. Ê, ăn cơm mập lắm. Thà chết thì thèm, chứ không chết thì mập. Ủa, mà mập đâu có chết, đói mới chết. Không, mập lắm. Ăn một chén sẽ không mập. Không, đã ăn cơm rồi thì ăn một chén cũng mập. Nửa chén sẽ không mập. Không, nửa chén cũng mập. Ăn một miếng sẽ không mập. Ủa, mà đã mang tiếng mà ăn có một miếng thì nhục lắm. Bố, đây là lần đầu tiên bố nghe con hát và bố với con đệm đàn với nhau một lần thực tế nghiêm túc từ đầu giờ. Chưa bao giờ đúng không? Đúng không? Very first time nhá. Trang hay Lục thường xuyên ở nhà. Trang hay Lục cũng rất là hy vọng tất cả mọi người hãy làm theo cái yêu cầu của nhà nước. Đúng rồi, mình ở nhà không tránh tụ tập những chỗ đông người nha quý vị. Mình phải chung tay chống dịch bằng cách ở nhà vẫn vui. Đúng rồi, ở nhà vẫn vui, vui quá. Có lẽ đây chính là thời điểm người hâm mộ cảm thấy nghệ sĩ Việt gần gũi đến như vậy. Chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội, khán giả có thể thấy những hoạt động đa dạng của nghệ sĩ trong mùa dịch. Các nghệ sĩ như Hoàng Thùy Linh, Blackpink Thái Vũ, Kara, Ninh Dương Lan Ngọc có lẽ là những cái tên hiếm hoi ra mắt sản phẩm âm nhạc vào thời điểm dịch bệnh. Dù không được quảng bá rầm rộ như trước đây, nhưng các MV này đều có sự đầu tư chỉn chu về mọi mặt, góp phần giúp cho thị trường nhạc Việt trở nên sôi động hơn.
Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ cũng tích cực tham gia các công tác từ thiện, hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh như Đại Nghĩa, Thủy Tiên, Hoa hậu Khánh Vân, bộ ba nhà hoa Dăm Bụt, Hòa Minh Di, Đức Phúc, Eric. Oh.